Cung đường từ huyện Ninh Sơn, tỉnh Khánh Hòa đi thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận có chiều dài 130 km. Đây là chặng thi đấu xác định danh hiệu áo chấm đỏ chung cuộc khi lộ trình thi đấu đi qua ba ngọn đèo Vĩnh Hy. Với sự cạnh tranh các danh hiệu của hai đội là BYC Bình Dương và Lộc Trời An Giang. Tại đích đến trên đường 16 tháng 4 thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tay đua Phạm Hồng Loan của thành phố Hồ Chí Minh đã xuất sắc cán đích đầu tiên sau 3 giờ 45 phút thi đấu. Về thứ hai là tay đua Chế Thị Ngọc Lụa của sổ số kiến thiết Đồng Tháp, đồng đội của Hồng Loan là Trần Thị Phương Dung cán đích thứ ba. Như vậy, với chiến thuật hợp lý, ekip BYC Bình Dương đã thành công trong việc giữ chiếc áo chấm đỏ chung cuộc cho Đinh Thị Như Quỳnh với 40 điểm đèo, khi các chặng còn lại chỉ là các cung đường bằng. Chiếc áo vàng sau chặng 6 vẫn thuộc về cô gái của BYC Bình Dương. Danh hiệu áo xanh vẫn tạm thuộc về tay đua Nguyễn Thị Thật của Lộc Trời An Giang, và áo trắng vẫn do vận động viên Lâm Thị Thùy Dương của Vinama thành phố Hồ Chí Minh nắm giữ.